phải mạnh mẽ lên chút xíu nữa. Quyết liệt lên xíu nữa. Tôi tức cái anh này ghê, anh nói càng ngày càng nhỏ, tôi không nghe. Để tôi phải đi qua tôi coi coi tướng tá ra sao. Đẹp trai xíu à. Ngon lành trời ơi. Chào em. Mình nói chuyện mạnh mẽ lên. Dạ vâng. Nhìn nhau giỡn hoài, xin lỗi à, bên đây đẹp lắm à. À rồi, để tôi qua. À, mời. Bên đây là cũng gọi là hot boy đó. Trời ơi. Chị trẻ, 24 tuổi rất là trẻ. Trời ơi. Dạ, cái miền Tây dễ thương hết sức luôn vậy đó. Mời nhà trai. Xin mời nhà gái. Giới thiệu về mình đi em trai. Đầu tiên thì chào anh Tuyền Linh, chào chị Ngọc Lan, chào tất cả mọi người trong trường quay và chào bạn nữ bên kia. Em tên là Đỗ Quốc Huy, em đến từ Lâm Đồng. Năm nay thì em 30 tuổi, đang sinh sống và làm việc tại Hồ Chí Minh. Hiện tại thì em đang là chuyên viên kỹ thuật của một mảng dự án. Công việc chính của em là giống như là dạng như kiểu là chuyển giao công nghệ, là mình tiếp nhận những cái công nghệ mà từ ban dự án làm ra và các công nghệ chuyển giao cái công nghệ lên cho chi nhánh và chi nhánh sẽ thực hiện bán hàng. Mời nhà gái. Dạ chào chị Ngọc Lan. Con chào chú Quyền Linh. Xin chào con. Con tên là Thái Thị Cẩm Thu, năm nay con 24 tuổi. Con đến từ An Giang và đang làm việc ở An Giang. Bây giờ mình nói một chút xíu về điểm mạnh điểm yếu của mình đi em. Về điểm mạnh của em thì nói chung là vui vẻ, hòa đồng. Khuyết điểm của em thì nói nhỏ quá. Khuyết điểm của em chắc là khi mà đang tập trung làm việc mà có ai làm phiền á thì hay bị cáu. Cáu ghê giận đúng không? Sao giống Nguyễn Linh đóng cái phim Đồng Tiền Sương Máu vậy? Ai mà đang làm việc mai là tới quầy quậy tôi quạo rồi tôi la liền à. Dạ. Tính gì mà hay cọc vậy? Hơi cọc á. Tôi đang làm việc tập trung mà cứ là tới quầy quầy quậy hoài. Tới nghe bên đây nè, ưu điểm của mình đi cưng. Dạ, ưu điểm của em á là vui vẻ, hòa đồng, lại thích học hỏi. Nhưng mà ai có bé gì nếu mà đúng thì em sẽ nghe theo. Còn nếu mà sai thì em sẽ ý kiến lại. Mà mình biết lúc nào mình đúng, lúc nào mình sai không? Dạ, nếu mà trong trường hợp đó mình đúng mình sẽ biết được gì. Ví dụ nhận biết rồi mình làm cái hành động là đúng hay không. Nói chung là rõ ràng. Dạ, cả khuyết điểm là em cũng hay nóng tính với lại cũng hay cọc lắm. Hai thánh cọc gặp nhau rồi. Không, bên đây chỉ cọc lúc làm việc thôi. Em trai có mấy mối tình rồi? Em trải qua nó mà sâu đậm chắc là khoảng 2 mối tình. Mối tình thứ hai thì quen bạn ấy được khoảng gần 4 năm. Nhưng mà tại sao lại chia tay? Một phần liên quan đến cái tính cách. Hai đứa không hợp nhau nữa. Dạ đúng rồi, nhưng mà bình thường thì có thể gặp nhau để giải quyết được. Nhưng mà cái khoảng thời gian này khoảng của năm ngoái thì đúng vào cái đợt mà giãn cách của Sài Gòn ấy, hai người không thể gặp nhau được. Dần dần thì càng ngày càng trở nên căng thẳng hơn. Hôm nay tôi làm chương trình này tôi thấy trong đợt giãn cách họ tìm cách họ xa nhau nhiều quá ta. Huy phải mạnh mẽ lên chút xíu nữa. Quyết liệt lên xíu nữa. Tôi tức cái anh này ghê, anh nói càng ngày càng nhỏ, tôi không nghe. Để tôi phải đi qua tôi coi coi tướng tá ra sao. Đẹp trai xíu à. Ngon lành trời ơi. Chào em. Mình nói chuyện mạnh mẽ lên. Dạ vâng. Từ bây giờ mạnh mẽ lên nha. Dạ. Mình nghe tình trường của nhà gái nè. Mình mấy mối tình rồi cưng? Em có một mối tình. Cũng chia tay cách đây khoảng 2-3 năm. Là do bạn nam nóng tính lại không có hợp với em. Không có hiểu em, không có chia sẻ với em được. Vậy thì cái mong muốn của em có một cái người bạn trai như thế nào? Yêu thương, quan tâm, lo lắng cho cái gia đình nhỏ của mình. Nếu mà ra đường thì sao cũng được. Nếu mình về nhà thì phải biết quan tâm lo lắng vợ con. Nói chung là không hút thuốc, không rượu chè, tại không được chửi thề. Em thì đặc biệt không có thích con trai mà có hình xăm. Tại tính tình thì trưởng thành, có quyết đoán, độc lập một xíu. Mà có hình xăm không? Dạ không. Bên đây đáp ứng cũng hơi nhiều rồi đó, nhưng mà có cái hơi cọc tính trong lúc làm việc thôi. Vậy thôi đừng đem có việc về nhà. Đó. Ở nhà đâu làm việc đâu đúng không em trai? Dạ đúng rồi, thường thì công việc của em là sẽ làm việc ở trên cơ quan. Nhẹ nhàng như cọc gì nói. Nói chuyện cũng nên hơi nữa mà nói lớn rồi. Rồi bây giờ nói cho bà mối bà nó biết mình muốn có người yêu tiêu chuẩn như thế nào. Tính cách thì biết quan tâm, chia sẻ công việc thì có lẽ là cũng cần cái ổn định để cả hai cùng chia sẻ cái công việc cuộc sống sau này. Nhưng mà bạn kia ở An Giang kìa. Hơi xa đó. Hiện tại thì em đang làm việc ở Hồ Chí Minh nhưng mà đang trong quá trình là chuyển giao và chuẩn bị luân chuyển về hẳn về Lâm Đồng để làm. Cũng nghe là khá xa nhưng mà em nghĩ là nếu như mà đã yêu thương thì nó cũng không là vấn đề thì mình cũng cố gắng được. Em có quyết liệt không?
quyết liệt hay không là dạ, nhìn đó, nhau mới quyết liệt. À, quên. Nhìn nhau mà không hợp thấy xấu quắc hay gì thì nó không quyết liệt liền. Nhìn nhau giỡn mà đẹp. Hoài, xin lỗi, bên đây đẹp lắm à. À rồi, tôi qua. À, mời. Bên đây là cũng gọi là hot boy đó. Trời ơi. Khi trẻ, 24 tuổi rất là trẻ. Trời ơi. Dạ, cái miền Tây dễ thương hết sức luôn vậy đó. Trẻ măng mà dễ thương nữa. Ở dưới quê làm gì quên rồi. Dạ con thì đang làm nhân viên sale bên công ty Thế Giới Di Động. Dễ thương lắm, dễ thương mà nói chuyện dễ thương đúng lắm rồi, nói chung nhân viên Thế Giới Di Động nói chuyện dễ thương lắm. Trời ơi, gái quê mà sao mà đẹp quá trời, tóc tai cái màu sắc dữ vậy không? Trời ơi, cái màu người ta vậy nhã nhặn vậy thôi chứ trời. Cháy quá, nó cháy nắng quá đó, thấy không? Nếu mà lấy chồng phải theo chồng. À, nó nghe là Quy Lâm Đồng là ở Đà Lạt ở đâu đó? Dạ gần Bảo Lộc ạ. Ờ, nhà em là ở Di Linh. Di Linh cực đẹp là nhà Di Linh nhà cũng đó có luôn, Thế Giới không? Di Động. Dạ đâu cũng có. Quá đẹp luôn, Di Linh giờ đất đang lên ào ào. Lên đất lên lắm, thiệt. Về đó làm sale bất động sản luôn. Ủa nhà mặt tiền không Quy? Có thể mở cửa hàng điện thoại được không Quy? Dạ không, mặt nhà con thì cũng có mặt tiền nhưng mà mặt tiền ở trong hẻm. Trời, hẻm bán cho hẻm thôi. Hài hước ghê vậy, dạ nhà mặt tiền trong hẻm. Nhưng mà anh biết đâu hai bạn này lại muốn lập nghiệp Sài Gòn sao? Có thể. Chút nữa hỏi tới thì biết. Có thể, có thể. Dạ. Đi dài Huy. Dạ, hôm nay đi cùng ba và chị hai ạ. Xin chào hai em chị xinh đẹp. Dễ thương và duyên dáng mắt tay. Chào cháu gái. Cách đây khoảng 4 năm là tại xã Hòa Nam, Di Linh, Lâm Đồng. Chắc chắn là chú sẽ nhớ. Làm chương trình vượt lên chính mình. Chính xác. Dạ. Cháu gái thì theo tôi nhận biết ấy, được biết ấy, thì cháu cũng dễ thương và hiền hậu. Còn lại là cái quyết định hay không là ở do hai con. Tôi xin hết. Dạ. Cảm ơn chú. Chị hai, góp ý coi chị hai. Con xin chào chú Quỳnh Linh và chị Ngọc Lan. Thứ nhất là con cũng muốn chia sẻ là con cũng là con dâu của người miền Tây. Ông xã con ở Vĩnh Long. Trời ơi. Dạ. Được. Nhưng mà con lại không có về Vĩnh Long để làm dâu mà ông xã con lại về sinh sống tại Di Linh. Con cũng nhận xét về bạn nữ thì bạn cũng rất là dễ thương. Nhưng mà có nên duyên hay không thì đó là do hai em quyết định chứ chị cũng không có góp ý. Nhưng mà mong muốn thì cũng là mong là hai em cho nhau cơ hội. À, dạ. Cảm ơn chú ơi, ở Di Linh mình có trồng gì không chú? Dạ nhà con trồng bơ, sầu riêng và cà phê ạ. Trời ơi, mới hồi nãy mới nói thèm bơ quá. Mùa bơ cũng sắp tới đó chị Ngọc Lan ơi. À, Di Linh giờ đất lên nha. Đi với ai? Dạ con đi với mẹ của con. Em chứ hết em xin chào anh Nhì Linh với Ngọc Lan. Dạ. Chào bên nhà trai. Thì nhận xét bé trai bên trai bên này thì hai đứa thì nói đứa nào cũng nóng tính đó đấy. Giờ hai đứa cho em mở rào cho hai đứa nó quyết định đi. Gấp quá trời gấp, mở rào đi. Nhưng mà giờ gả nó về Di Linh được không? Nói chung em thì nhà em thì cũng con cũng không có đông. Mấy đứa? Hai đứa à. Này lớn hay nhỏ? Lớn. Còn đứa nhỏ là trai hay gái? Dạ gái. Thôi gả đứa đi còn đứa giữ lại miền Tây. Được không? Để cho bé quyết định đi. Em thì nói chung em ít con, em cũng muốn con em gần gũi thôi chứ không có muốn xa. Di Linh gần rồi, không mua đất ở chợ nở luôn cũng được. Chỗ mát. Dạ. Thôi để hai đứa nhỏ nó quyết đi. Dạ. Mở rào. À, mạnh mẽ lên Huy, nó lớn lên. Món quà tặng em, chai nước hoa, bạn này em sẽ thích. Dạ, dạ. Em cũng muốn có món quà tặng anh, mong anh sẽ thích nó. À, anh cảm ơn em. Mới có gì đó? Để cái ví ạ. Bóp hả? Dạ. Thì chúc chị hai với ba bỏ vô đó mới. Thấy anh ngoài sao? Thấy em ở ngoài sao rồi? Anh thấy em ở ngoài rất là dễ thương. Cái gu anh mặc cũng khá là ổn. Có một cái cách nói chuyện là cũng khá là dễ thương. Em thấy thì anh nói chung mà cũng được. Về dáng dấp thì cũng chưa cao như ý em muốn. À, vẻ bề ngoài cũng được, cũng được, không đến nỗi nào, nhưng mà quan trọng là do tính cách có hợp nhau không. À, anh có tính gia trưởng không? Không. Theo em biết thì người Bắc thì cũng gia trưởng hơi nhiều, chỉ có miền Tây thì dễ tính thôi. Không tính là anh là người miền Tây chứ. Thực ra là anh sinh ở Cà Mau. Sau khi mà sinh thời gian rồi á, thì bắt đầu chuyển lên Đồng ở. Và ba mẹ thì cũng sống ở Cà Mau khá là lâu. Nên là cũng gần như là cũng có một chút xíu nữa là người miền Tây luôn.
Ba mẹ anh là gốc Cà Mau hay sao anh? Ba mẹ anh là gốc ở ngoài Bắc, Nam Định. Sau đó thì vào trong Cà Mau làm kinh tế mới. Và hiện tại thì vẫn còn các chú và bác, nhà nội hiện tại vẫn đang ở dưới đó. Quan trọng là hai đứa có thấy phù hợp với nhau tại đây hay không thôi. Bây giờ hai đứa sẽ tiến tới nắm tay nhau. Mình có thể nói với nhau một vài câu gì đó bằng cả cái suy nghĩ của mình, cả trái tim của mình. Rồi sau đó chúng ta có thể gì đó. Thí dụ, nào hai đứa nắm tay nhau đi. Nhìn thẳng vào mắt nhau nào Huy. Đó, nãy giờ Huy nói chuyện với em gái Huy thấy thế nào? Nói thật với lòng mình đi Huy. Nói chung là anh gặp em thì anh thấy cũng em khá là dễ thương. Nói chung là nếu được thì chúng ta cùng cho nhau cơ hội. Còn những cái chuyện kia thì có thể là sau này nếu mà có cơ hội đi cùng nhau thì chúng ta cùng nhau bàn bạc và tiến tới. Dạ, nếu mà thấy phù hợp thì mình cứ cho nhau cơ hội. Nếu mà đủ duyên thì sẽ tới được với nhau thôi. Máy giặt Toshiba, điều khiển từ xa, ứng dụng công nghệ IoT. Chị Lan có cái nhận xét là hai bạn rất là đẹp đôi nè. Rồi về tính cách cũng tương đồng với nhau, cọc giống nhau nè. Đẹp trai, đẹp gái. Đó. Hợp lý. Trẻ như nhau. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Em gái cũng không bấm à? Sao vậy bé? Dạ tại con thấy tim chưa đập. Chị Lan thấy hơi tiếc á, rất là tiếc luôn á. Nhưng mà thôi, cái gì cũng có lý do của nó. Hãy giữ lấy cái bóp này, xui lắm. Tặng bóp lại. Tặng bóp mà không có tiền trong đây là tôi nghi rồi. Chúc các bạn thật nhiều may mắn và thành công. Cảm ơn các bạn. Cuộc sống đôi khi nó không như mình mong muốn quý vị. Gặp nhau rồi các bạn yêu nhau sau đó thì sao? Xin thông báo với chương trình, với khán giả, rất nhiều cặp đôi không mong nhưng sau đó họ lại lấy nhau, thưa quý vị. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Nụ cười của anh dễ thương không chị? Anh nói giờ đâu có cười đâu, anh run muốn chết, anh có cười đâu mà biết. Rồi cũng được, không có hô, yên tâm. Thêm chị Tường ơi. Gì nữa? Kiểm tra cho em là anh sạch sẽ không chị? Người thì đen chứ không có trắng, nhưng mà sạch sẽ. Dạ, anh có cảm nhận gì về em không ạ? Anh cảm nhận là em rất đẹp á. Em đang làm ở đâu? Dạ, em đang làm ở Bình Thạnh á. Trời, chắc nóng tới sáng luôn á. Anh chưa bao giờ hồi hộp như ngày hôm nay. Nắm tay mà hồi hộp quá, anh mong muốn ngày đó sẽ tới. Gì đó. Nói đi. Anh chưa bao giờ hộp như ngày hôm nay nghe. Anh mong muốn ngày hẹn hò sẽ ngày đó sẽ tới. Mời bạn nữ. À, mời em. Mời bạn nam. Mời đi em. Mời em gái giới thiệu. Dạ em xin chào chị Cát Tường và anh Viền Linh. Chào em. Em tên có 4 chữ T ạ. Trần Thị Thanh Thảo ạ. Năm nay em 29 tuổi. Về em ở Phú Yên và hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, kinh doanh bất động sản. Mời bạn trai giới thiệu. Anh chào Viền Linh, anh Viền Linh. Em chào chị Cát Tường. Em tên là Trương Đình Đạt. 34 tuổi. Đến từ Bình Định. Hiện tại đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Làm gì đúng vậy Đạt? Sống ở Bình Định. Bình Định là sát bên Phú Yên rồi, coi như là mình về quê chung rồi đó. Đạt đang làm công việc gì? Em đang quản lý kỹ thuật tại công ty Edwin á, cơ khí chế tạo á. À, cơ khí chế tạo tức là các loại máy móc đúng không? Đúng rồi. Sao run quá vậy? Em cũng run. Rồi thôi để bạn gái giới thiệu, cái bên kia hít hơi rồi lấy hơi cho bình tĩnh nha. Ưu điểm khuyết điểm của Thảo là gì? Ưu điểm của em là dễ thương. Anh nhìn rất là hiền lành, đặc biệt là biết nấu ăn, khéo léo. Em có một số tài lẻ như là biết nhảy múa, cắm hoa và một xíu về ca hát. Rồi khuyết điểm của mình? Khuyết điểm của em là vì em hiền lành cho nên là ai nói gì em cũng nghe đó. Dễ tin người. Rồi em cũng đôi khi mà em cũng có nóng tính nữa thì em cũng càm ràm xíu. Rồi em trai bên kia bình tĩnh chưa? Rồi chị ơi, giới thiệu ưu điểm khuyết điểm mình. Bây giờ ta đang vô ga bên đây đó. Thoải mái mạnh mẽ lên coi. Dạ, ưu điểm của em là nhớ rất lâu á, làm việc rất tập trung. Còn khuyết điểm á là làm việc quá đâm say mơ nên quên thời gian. Em hắt dơ, sợ rắn và
rất ghét người bất hiếu ạ. Em thì hiếu thảo lắm anh ơi. Con trai sao sợ rắn rồi? Tự nhiên sợ vậy anh? Thích. Một là em chạy, hai là em lấy cây đuổi đi. Ủa em gái tuổi gì em? Em tuổi con rồng. Hả? Con rồng ghê hơn rắn nữa đó. Đạt tuổi con gì? Tuổi con heo ạ, Quý Hợi ạ. Quý Hợi, hợp, rất là hợp. Bạn gái chia sẻ đi, đường tình trường bạn như thế nào rồi? Tình trường của em là trải qua 20 tình ạ. À, lúc mà đại học á, thì em quen được 2 năm. À, sau khi mà đi ra trường thì em có quen thêm 3 năm nữa. Em cũng có quen anh mối tình đó, cũng sinh năm cũng Quý Hợi, cũng 34 tuổi. À, bằng tuổi anh Bển. Dạ, nhưng mà khi mà em xác định tiến đến hôn nhân á thì bạn kia chưa có sẵn sàng. Thì giờ em hỏi anh bên kia, anh muốn tiến tới hôn nhân chưa, chứ anh bên kia anh cũng chăm chú làm việc dữ lắm luôn đó. À, dạ, không biết là anh có sẵn sàng tiến đến hôn nhân không anh ạ? À? Sẵn sàng em ơi. Đạt cả bao nhiêu mối tình rồi Đạt? Dạ, 2 mối tình anh. Mối tình gần dây nhất là bao lâu rồi? Cách đây 2 năm rồi. Tại sao lại chia tay? Do là lúc đó là hai người tính cách không hợp, em bận rộn công việc quá chứ là đó. Ít dành thời gian cho người yêu nên đó, hai người chia tay. Quen mấy năm mà chia tay? Quen 2 năm. Sao cái lý do giống như bên đây chia tay bạn trai quá vậy trời? Mà bây giờ anh muốn lấy vợ thì anh phải tập trung, có dành thời gian cho cái người bạn gái của mình để tìm hiểu mới tiến tới hôn nhân được chứ Đạt. Dạ công việc em thì cũng ổn rồi chị, sẵn sàng dành cho người thời gian cho người. Sẵn sàng nha. Rồi cái mẫu người bạn gái của em muốn tìm là người như thế nào? Mẫu người bạn gái lý tưởng của em là hiền lành, cái nét truyền thống của người phụ nữ Việt Nam là yêu chồng thương con với biết chăm lo gia đình. Chiều cao thì khoảng 1m55 đến 1m6. Em mẫu người bạn trai của em là như thế nào? Dạ mẫu người bạn trai của em cao là trên 1m65, mập cũng được, hói cũng được, nhưng mà đừng có hô. Về tính tình em thích cái người đó là vui vẻ, hòa đồng được, giao tiếp được, hiếu thảo. Em đặc biệt là quan trọng cái người hiếu thảo và không hút thuốc. Em muốn cái người đó nói chung là cũng gần tương đối giống như là ba em và anh em vậy đó. Dạ anh Đạt, anh có biết hút thuốc hay không anh? Anh còn nhỏ giờ không hút thuốc nha. Được rồi ạ. Anh có cờ bạc không ạ? Không luôn em. Dạ. Sao em thấy anh không có dạng dĩ, không có nói chuyện được. Em cần một người bản lĩnh. Do là lên đám đông nên run xíu, nhưng anh rất bản lĩnh và tính anh á là chững chạc nhưng ít nói. Nhưng khi viết công việc anh rất bản lĩnh. Quản lý kỹ thuật là cũng bản lĩnh lắm á. Giờ em hát bài cho cậu nghe cho nó xôm xôm chút coi. Cho cậu nói nãy giờ cậu nói em nói ít quá. Em hát dở lắm anh. Kệ nó, hát vui là chính thôi. Tạo không khí cho cổ yên tâm vậy mà. Bài gì cũng được. Em hát à? Rồi. Sợ lắm khi yêu ai tìm dài khờ. Sợ lắm từng đêm tối ướt bờ mi. Tình anh đó luôn bình yên, vẫn trong tim không nhạt phai. Mặt tựa giang, anh vẫn yêu em mãi ngàn năm. Nãy giờ quá phải không? Ngồi yoga không à? Ngồi yoga không hả? Vậy nè, hiền không á. Sao anh quản lý mà anh rung dữ vậy anh? Rồi có hai người rồi anh có nói nhiều không? Cô này là cổ thích người nói nhiều hơn cổ một chút, cổ ít nói lắm. Cô hiền dữ lắm. Đẹp lắm à. Em nói nhiều lắm chị. Nói nhiều lắm à. Là đám đông thì rung thôi chứ hai người thì không rung phải không? Rồi vậy anh có chủ động không? Có, anh chủ có động. Có hả? Thì nãy giờ chưa thấy chủ động. Vậy lát kéo màn lên phải chủ động nha. Chị Tường kiểm tra cho em ảnh có mũi cao không chị? Cao vừa. Vừa đủ xài. Nụ cười của ảnh dễ thương không chị? Anh nãy giờ đâu có cười đâu, anh rung muốn chết, anh có cười đâu mà biết. Rồi cũng được, không có hô, yên tâm. Thêm chị Tường ơi. Gì nữa? À, kiểm tra cho em là ảnh sạch sẽ không chị? Người thì đen chứ không có trắng, nhưng mà sạch sẽ. Cảm ơn chị Tường. Trời đất ơi. Hình thức là coi như là người đi làm chứ không phải là dạng bóng bẩy. Dạ, dễ thương quá. Ủa em sợ đàn ông ở dơ lắm hả? Em không có sợ đàn ông ở dơ, mà em sợ là cái người đó không có biết chăm lo cho bản thân của họ thì sẽ không có chăm lo được con cái và vợ. Em không thích đàn ông gì nữa? Vui hơn tí và phải chủ động hơn. Thôi để chút gặp nhau để cảm nhận nhiều hơn á. Dạ. Chứ nãy anh cũng đang hồi hộp, nhiều khi gặp em hồi hộp hơn. Hôm nay nhà gái mình đi với ai? Em đi với ai nè? Dạ em có ba em, anh em, em của em, hai người trong công ty nữa. Chung là cả gia đình luôn. Nói chung cả nhà với cơ quan luôn á. Xin chào anh Quyền Linh. Dạ. Các Tường. Nãy giờ nói chung là cũng thấy anh Đạt bên này thì cũng chững chạc. Hai con thì thấy cũng hợp đấy. Ba cũng mong muốn đến chương trình này, hai con phải cho một cơ hội để tìm hiểu, đi đến hôn nhân là cái điều chính nhất. Dạ, tại nãy giờ thấy là bạn gái là toàn muốn tìm tiêu chuẩn là phải giống như là ba. Dạ, à, bên đây Đạt là nó cũng có tương đối là không giống hút thuốc nè. Dạ. Cờ bạc thì không thì được rồi, hai điểm đó là đủ lo cho gia đình tốt rồi. Dạ. Ừ, đấy. Dạ, cũng chào bác.
Chào con. Dạ bác, nếu như con có lấy con gái của bác thì con sẽ chăm sóc chu đáo cho con gái của bác. Mình phải làm một cái bờ vai mạnh mẽ như vậy mới gọi là xứng đáng tấm chồng để mà người phụ nữ tin cậy. Rồi, cảm ơn bác ạ. Rồi hôm nay Đạt đi với ai? Vợ chồng em gái, em trai với mấy bạn hả chị? Em ruột á hả? Em ruột. Dạ em chào Vương Linh, chị Cát Tường. Chào quý vị khán giả. Em thấy chị bên này cũng dễ thương, hiền lành. Thì em thấy hai anh chị hợp nhau. Nếu có cơ hội thì hai anh chị cho cơ hội đến với nhau. Dạ em cảm ơn. Rồi bây giờ kéo màn lên cảm nhận thôi. Quan trọng là hai bạn đó. Bắt đầu. Đó, chủ động đi Đạt. Dạ em xin chào anh. Dạ anh có cảm nhận gì về em không ạ? Anh cảm nhận là em rất đẹp á. Em đang làm ở đâu? Dạ em đang làm ở Bình Thạnh á. Gia đình anh có mấy người vậy ạ? Gia đình anh là có 4 anh em. Đúng anh. Anh là con thứ mấy? Anh có một anh đầu, anh thứ hai, anh thứ ba á, và anh thứ ba. Còn hai đứa em nữa. Dạ cũng giống như em. Cho em hỏi gia đình, công việc và bản thân của anh á, anh sẽ phân bố thời gian của mình thế nào? Anh là ưu tiên cho gia đình trước. Dạ. Xong tới công việc, xong tới bản thân. Bình thường thì anh làm á, sau giờ làm thì anh làm những gì? Sau giờ làm anh còn làm thêm một số việc nữa. Anh là bên cơ khí cho tàu máy. Dạ. Anh làm xong là anh về anh làm cho cái xưởng của bạn anh nữa. Anh làm giờ hành chính từ 7 giờ đến 4 giờ chiều. Khi mà nếu không có hẹn thì anh làm tới khoảng 8-9 giờ anh mới về nhà. Đó, cái đó là bình thường, còn nếu mà có tình yêu rồi thì anh sẽ dành thời gian thế nào anh? Lúc đó có từ việc bận thì anh sẽ thu xếp trước hoặc là gặp sau, quan tâm tới người yêu sau. Còn nếu từng đó nào, nếu như là không có việc bận thì anh sẽ bình thường thì là quan tâm tới người yêu. Anh có phải là người khô khan không anh? Em không cần phải lãng mạn lắm, em phải cần thực tế, nhưng mà mình phải biết tạo dựng cái niềm vui khen quá. Anh là người ít nói thôi chứ anh cũng lãng mạn lắm, anh không khoan. Anh lãng mạn thì anh làm những gì cho em, giả sử như vậy à? Sinh nhật thì anh có thể là anh làm việc bất ngờ, là chúc mừng sinh nhật bất ngờ em, hay là tặng món quà hà hoa này đó. Phụ nữ thì thật rất thích tặng hoa, nhưng mà nãy giờ em toàn là chủ động em nói với anh không à, anh có gì anh hỏi với em không? Cảm nhận cô gái là như thế nào, nói luôn đi. Cảm nhận em là một người nói chuyện rất hay. Dạ không biết sao hôm nay em lên nói chuyện cũng bản tự nhiên đấy, thôi. Cô ấy bản lĩnh đấy, rất rõ ràng đấy. Em thích người bản lĩnh hơn em. Anh có cái gì muốn hỏi em nữa không? Chứ nãy giờ em chưa có muốn thấy anh hỏi gì. Đàn ông phải bản lĩnh lên, chứ ngồi im hồi ta không nghĩ bản lĩnh, ta nghĩ bản lề là mệt lắm. Em là một người rất là nói chuyện rất là hay. Trái tính là rất là mạnh mẽ, với lại là một người là có kiến thức xã hội rộng á, hiểu biết nhiều, hiểu rộng. Em có thích cô gái ngồi đối diện mình không? Thích anh, thích. Trái tim có rung động không? Dạ có. Anh thì không thích, không có lại một cái cách là tôn thờ một tình yêu dạng chắc đánh. Anh hy vọng anh thấy em rất hợp, anh hy vọng là anh có thời gian để tìm hiểu em nhiều hơn vậy thôi đó. Dạ. Hồi nãy anh nói anh thích chủ động, bây giờ anh đứng lên, nãy giờ người ta hỏi không à. Anh đứng lên anh tiến tới lãng mạn, thế anh xin nắm tay anh nói một câu một gì đó, nó cái cảm xúc của anh hiện tại hay là anh đang cảm thấy người ấy như thế nào, rồi mình về chỗ mình quyết định có bấm nút hay không, chứ anh tôi nghĩ vậy chắc tới. Anh không được bấm quá. Giá như bây giờ trời đổ mưa, hai đứa mình không có áo mưa, nắm tay chứ đâu phải mình phanh tay, mình đi lang thang ngoài mưa, tặng hoa ngoài mưa gì đó lãng mạn. Tây một câu anh quá, anh rung quá đen, anh bấm độn nãy giờ anh chưa động thổ được. Bình tĩnh ấy anh, tại vì em lên đây em trước là em rất là run, nhưng mà lên đây rồi không có gì mà phải run á, anh phải bản lĩnh mới giữ được em. Nói đi, nói. Đợi cho nó nắm tới sáng luôn á. Anh chưa bao giờ hồi hộp như ngày hôm nay, nắm tay mà hồi hộp quá, anh mong muốn ngày đó sẽ tới gì đó. Nói đi. Anh chưa bao giờ hộp như ngày hôm nay. Anh mong muốn ngày hẹn hò sẽ ngày đó sẽ tới. Được rồi anh. Rồi. Được rồi anh lên, anh run quá. Rồi kịp quá. Rồi hết thời gian. Này chắc cũng nhát gái lắm đây. Rồi để tay nút bấm đi các bạn. Có thể trước đám đông người ta nhát vậy thôi, nhưng khi về cuộc sống gia đình hai người thì người ta không như vậy đâu. Bây giờ là giờ phút chúng ta lắng động, suy nghĩ lại để nghe, cảm nhận nhịp đập trái tim của mình. Nhắm mắt lại để hình dung về cái người bên kia. Có thật sự là một cái người mà mình đang mong muốn, có cho mình một cái cảm giác gì đó an toàn để có thể gửi gắm được cái tình cảm của mình hay chưa?
suy nghĩ thật kỹ nha. Cái quyết định bấm hay không bấm nó quan trọng lắm, có thể nói là nó thay đổi cả cái vận mệnh của mình, tình duyên của mình đó. Một, hai, ba. Hết thời gian. Tôi cứ lo, tôi phải nói giúp cho bạn đó. Có thấy tôi nói giúp không? Sợ cổ không bấm. Đáng đêm trai, cô gái này rất là bản lĩnh đấy ha. Lấy được cô vợ thế này là phải nói cũng tốt lắm. Nhưng mà hãy cố gắng gọi là mạnh mẽ hơn chút xíu nữa. Cô ấy cần một sự mạnh mẽ đàn ông, giống như là ba cô gái nói cần một sự mạnh mẽ lên em trai nhé. Không, thật ra chị nghĩ anh chỉ ít nói thôi, chứ còn đó là cũng là một mẫu người đàn ông để có thể dựa dẫm được. Đấy, hai người hợp đấy. Hợp. Đẹp trai đẹp gái. Đây là chiếc vé xem phim của cụm đạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Một mát TV 50 inch trị giá 9.800.000 đồng. Dòng TV cao cấp của công ty Pana TV Việt Nam được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng Nhật Bản. Nếu hai bạn tiến tới hôn nhân thì bạn sẽ nhận được TV 50 inch. Chúc mừng các bạn. Nhưng mà nhân tiện đây thì Tường cũng muốn bạn trai hứa một câu gì đó với bác Ngụ. Hứa với bác là con. Hồi nãy là chưa bấm nút, bây giờ bấm rồi. Mạnh hứa mẽ đi. Gì đó. Ai người cha ta rất thương con gái, mà người ta đang cũng rất là lo lắng. Con hứa là con sẽ mạnh mẽ hơn nữa đó. Quan tâm chăm sóc với em nhiều nhiều hơn. Giờ nói xong thở ra. Nhớ bạn ấy tên gì không? Thanh Thảo à. À hay quá, tưởng thôi. Cảm ơn anh rung á, bên đây hồi hộp á. Rồi. Rồi. Chưa hôn nhau không được xuống. Xin bác trai đi. Hả? Xin bác cái gì nói. Bác trai cho con hôn á. Lớn lên bác chưa nghe kìa. Dạ con thưa xin bắt tay con hôn em. Mạnh mẽ lên. Con kêu mạnh mẽ lên kìa. Dạ thưa con bay. Dạ thưa bắt tay cho con hôn em Thảo. Rồi đó, bác nói rồi kìa. Dạ em cũng có lời cảm ơn đến anh Linh, chị Tường cùng quý vị khán giả và ban tổ chức đã tạo cho em đến một cái sân chơi tìm người tương lai của em. Em xin chân thành cảm ơn ạ. Nhớ đám cưới mời anh nha. Anh đi ngang Quy Nhơn đi về Bình Định luôn. Nhà anh ở đó mà. Rồi, hai bạn đi thoải mái đi tâm sự đi. Cặp này cũng xứng đôi. 30 tuổi rồi em cũng chẳng có yêu cầu gì cao, và chỉ cần là con gái là được. Chỉ cần là con gái thôi. Em có miếng nào đàn ông trong người không vậy? Em ơi, em đưa ra yêu cầu anh thấy không hay rồi đó. Phụ nữ không bao giờ ở dơ trên. Bừa bộn, thôi nói chứ bừa bộn đi. Hơi bừa bộn chút thì có. Dạ. Anh nói không có con đường nào xa, chỉ có khoảng cách giữa con tim với con tim xa thôi. Còn á, nếu mà hai con tim nó đồng dạng, đã hiểu nhau thì không có con đường nào xa hết. Ủa sao Linh hay quá vậy? Linh hay vậy? Linh giống như là phóng viên báo mực tím vậy đó. Trời ơi. Hồng Vân và Quỳnh Linh xin kính chào quý vị. Chúng ta đang đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình được dựa theo format của kênh truyền hình Kansai TV Nhật Bản. Cảm ơn nhãn hàng Mắc He vì uống mọc tóc ngăn ngừa rụng tóc đã đồng hành với chúng tôi. Mắc He là sản phẩm số 1 về điều trị rụng tóc và kích thích mọc tóc nhanh do người tiêu dùng bình chọn năm 2018. Và bây giờ thì Hồng Vân và Quỳnh Linh xin mời quý vị, chúng ta hãy gặp cặp đôi đầu tiên. Em muốn tìm một người yêu lý tưởng như thế nào bạn gái? Dạ, em thì không có nhiều yêu cầu lắm đâu anh. Chỉ bụng không bự nè, tóc không xoăn, đầu không hỏi. Sao nói với anh Đường Linh vậy? Tức là hình ảnh của em là không phải Đường Linh đúng không? Cái gì vậy? Đó. Xin mời bên đàn gái. Chào cưng, ngồi đi cưng. Mời nhà trai. Rồi ngồi đi em. Rồi bây giờ nè, mình giới thiệu về bản thân chút xíu đi nào. Dạ em xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào anh bên kia và chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Tu Quyền, hiện tại thì 25 tuổi. Hiện tại đang kinh doanh spa tại Thủ Đức. Rồi mời bạn trai. Vâng, đầu tiên thì cho em xin gửi lời chào tới anh Quyền Linh. Chào em. Chị Hồng Vân, bạn trai phía bên kia và toàn thể quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay.
Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Tuấn Nam, năm nay em 30 tuổi. Em đến từ Biên Hòa, Đồng Nai và công việc của em tại là nhân viên kỹ thuật cho một công ty sản xuất nhà thép tiền chế. Quyên, em nói một chút xíu về bản thân mình đi, điểm mạnh, điểm yếu của em. Em thì có những cái ưu điểm thì nói năng rất là hoạt bát, vui vẻ, nhiệt tình và cảm thấy rất yêu thích làm đẹp. Anh bên kia có thích làm đẹp không ạ? Trời, anh rất là thích luôn á. Nên vậy là anh nghĩ là mình rất là hợp với nhau rồi, mặc dù là chưa nhìn thấy mặt nhau thôi. Dạ vâng, nếu như mà có cơ hội thì em sẽ chăm sóc anh ạ. Trời ơi, hay quá nhỉ. Rồi còn điểm yếu là gì à, Quyền? Dạ, điểm yếu thì bình thường á là em không có ngại đâu. Nhưng mà đến khi mà em có cái nói hay là những cười nhiều hoặc nói nhiều thì hơi có gương mặt của mình hơi đỏ là đối tượng sẽ chọc em ngại luôn. Và... nhớ nha bằng à. Nam. Vâng, mở rào ra là chọc sao mặt đỏ lên, càng đỏ càng yêu. Không phải đâu, nhưng mà em mặt mà khi ngại cũng đỏ, em sợ bạn nữ chọc lại. À vậy hả? Anh người mặt đỏ hả? Dạ. Em có cái sợ đoản gì không? Em thì lúc nhỏ thì đam mê là ca sĩ, nhưng mà gia đình thì mong muốn làm bác sĩ. Còn cuộc đời thì đưa đẩy muốn làm spa. Mà hát hay không? Biết hát. Hát không hay. Hát không hay nhưng mà dạ, là thích hát. Không hát không hay. Thì đi làm spa đúng rồi. Chứ bây giờ mình thích hát, hát không hay sao làm ca sĩ đúng không? Dạ đúng rồi. Thôi em hát tặng bên đàn trai một đoạn nào đó coi em. Em sẽ tặng một đoạn ngắn gọn thôi nha anh. Chứ dù em hát không hay nhưng mà chịu khó nghe. Anh ơi đi đâu hãy đến cầm tay em đi, đến nơi chẳng ai biết ta là ai tên chi, cao nguyên xa xôi hay là về nơi đồng xanh, chỉ cần là có anh. Rồi, chỉ cần là có anh thôi nha. Anh thấy giọng hát cũng ổn lắm á. Vâng. Dạ, làm ca sĩ được không anh? Làm spa được lắm luôn á. Bạn trai ưu điểm khuyết điểm là gì? Dạ ưu điểm của em là em hòa đồng, vui vẻ với cả mọi người, thích nghi tốt trong mọi hoàn cảnh. Khuyết điểm? Dạ, khuyết điểm mà em thấy là lớn nhất và em cũng đang dần khắc phục bây giờ, nó là cái nhút nhát trên đám đông. Nhút nhát đám đông. Thực sự là mỗi lần trên đám đông thì mặt đỏ ra bắt đầu. Hồi đâu nhút nhát thì em hát dạ, tự nhiên em quên nhút nhát thôi. Dạ vâng. Rồi mà đáp gì? Lại bạn gái luôn, hát dạ. Câu đó nào. Và đáp lại phía bên bạn gái mình cũng xin gửi tới một số đoạn trong ca khúc. Người yêu dấu hỡi, em mãi là mặt trời, gạt đi bóng tối xót xa cho cuộc đời anh. Người yêu dấu hỡi, dẫu cho muôn ngàn sau anh mãi đợi, vì anh biết rằng con đường hạnh phúc là đây. Rồi, ngọt ngào đấy. Có thể hai bên bổ sung, bên kia làm đẹp, bên đây hướng dẫn lời hát ha. Yeah. Rồi em sao? Nên lý do tại sao em lại có mặt ở chương trình này? Tình yêu của em sao rồi? Khi mà Tết thì em hay về. Những người ở quê thì lớn tuổi rồi, cứ nói là năm nào cũng về nhưng mà chả thấy dắt. Nhưng mà em có mấy mối tình rồi? Dạ em có một mối tình. Một mối tình cách đây bao nhiêu lâu? Em cách đây thì đã 3-4 năm rồi. Tức là yêu được bao nhiêu lâu thì là chia tay? Mối tình đó thì cũng được 3-4 năm. 3-4 năm, vậy là từ thuở học sinh đúng không? Dạ từ thuở học sinh. 3-4 năm, lý do chia tay? Lý do chia tay thì nếu về tình yêu nghiêm túc thì em rất là nghiêm túc. Nhưng mà đến cái độ tuổi đó thì nếu mà lập gia đình thì không có, còn chưa vững. Nên là bạn đó cũng lập bên gia đình, nên là hai người cũng... Dạ thôi, bất đồng quan điểm đúng không? Bất đồng quan điểm rồi sau đó là sẽ ngưng. Vậy là 3-4 năm rồi chưa có mối tình nào khác? Dạ vâng. Hy vọng là bữa nay xong là có mối tình tiếp ha. Dạ yeah. Và anh cũng không ngại khi mà cùng em đi về Bình Định đâu. Ta chưa yêu cầu mà. Anh có ngại sao không anh ơi? Đó thì anh nói trước vậy đó, anh không có ngại đâu. Nên là ví dụ như cuối năm mà em muốn có người về chung thì anh sẵn sàng. Nhưng mà rước dâu thì hơi xa đó. Trời ơi, chưa gì nghĩ tới chuyện đó luôn nữa hả? Vậy hồi tôi với ông hỏi chi nữa Linh. Được. Thôi cho bấm nút cho rồi luôn đi. Rước dâu tới Bình Định ăn em hả? Em ở huyện nào vậy em gái? Dạ em ở huyện Vương Mỹ. À, không gì cũng không xa cách mấy đâu. Dạ. Rồi, bạn nam. Dạ thì... bạn có mấy mối tình rồi? Em đã trải qua 2 mối tình rồi. 2 mối tình? Dạ, và mối tình gần nhất cách đây cũng khoảng 2 năm rồi. Yêu mấy năm? Như 1 năm ạ. 1 năm? Dạ vâng. Tại sao lại chia tay? Dạ thì đó thì bạn gái cũng ra Hà Nội, với cả 1 tháng sau thì bạn cũng công khai người yêu mới. Nên là thôi em cũng rút lui. Tức là người ta đi trước mình một bước đúng không? Dạ vâng. Em muốn tìm một người yêu lý tưởng như thế nào bạn gái? Dạ, em thì không có nhiều yêu cầu lắm đâu anh. Chỉ bụng không bự nè, tóc không xăng,
đầu không hỏi. Sao nói với anh Quyền Linh vậy? Tức là hình ảnh của em là không phải anh Quyền Linh đúng không? Cái gì vậy? Rồi để anh kiểm tra đây coi sao nha. Trời ơi. Hút thuốc nữa nha anh. Anh bên kia có hút thuốc không ạ? Hút không? Anh không. Cao bao nhiêu? Có muốn đàn ông cao không? Dạ cao hơn em phải 1m65 trở lên. Em nhìn anh coi có quăng không? Dạ. Không có anh đẹp lắm anh. Có hói không? Dạ không hói luôn. Bụng có bự không? Bụng thì em chưa biết. Bạn bên đây là nói chung là những cái gì em đưa ra thì mọi thứ có chút chút. Ủa gì đó hả cưng? Trời chết rồi. Tóc có quăng quăng. Để tôi coi đi. Sao thành nghệ sĩ anh ạ? À? Đầu có chút chút chuẩn bị có là hơi hướng hói. Dạ em chào chị ạ. À. Dạ. Tóc anh có xoăn không anh? Tóc anh có một xíu. Không có xoăn, cái này gọi là nếp. Tóc dạ. Có nếp. Rồi bụng không có ha? Bụng tất nhiên là không. Tóc không hề hói không? Nói chung là những cái gì mà em không muốn là đây không có. Anh Linh đánh lừa em thôi. Em hình dung cái bạn gái bên đây sao? Có em có tưởng tượng là khi nghe giọng nói, cái cách nói chuyện nãy giờ thì em có thấy giống cái hình mẫu mà em suy nghĩ trong đầu không? Em nghĩ đây là bạn gái rất là lanh lợi, biết chủ động. Còn về hình mẫu thì em không có hình mẫu nào chung chung cả. Bởi vì mỗi hình mẫu đều có một cái nét đẹp riêng. 30 tuổi rồi em cũng chẳng có yêu cầu gì cao và chỉ cần là con gái là được. Chỉ cần là con gái thôi. Em có miếng nào đàn ông trong người không vậy? Dạ không chị. Con gái thuần chủng. Đó như vậy là đáp ứng đủ 100% tiêu chí của em rồi. Em không thích gì ở bạn gái? Em không thích đầu tiên đó là tính lăng nhăng rồi. Thứ hai đó là ở lăng nhăng hay là cằn nhằn? Lăng nhăng. Lăng nhăng, có lăng nhăng không vậy? Dạ không luôn anh. Em chính sợ lắm anh. Mình rối quá rồi đây anh. Đây là chị, đây là chị. Ừ. Rối quá. Rồi gì nữa nè? Dạ, không thích cái gì nữa nè. Hai nữa là ở dơ. Ở dơ có ở dơ không? Em là chuyên sạch sẽ luôn. Có kỹ tính kỹ càng không? Dạ cũng kỹ tính lắm. Em ơi em đưa ra yêu cầu anh thấy không hay rồi đó. Phụ nữ không bao giờ ở dơ hết trơn. Bừa bộn, thôi nói chứ bừa bộn đi. Hơi bừa bộn chút thì có. Dạ. Ông muốn hỏi han gì bên đàn gái tôi không? Không cần hỏi, đàn gái đẹp rồi. Hả? Tôi thấy đàn gái là dễ thương rồi đó. Bây giờ ông hỏi coi là ví dụ như giờ với cái mẫu người bên đây là đàn gái tôi là ông nhắm là ưng bao nhiêu phần trăm? Tôi ưng 100% rồi, tôi thấy bởi đàn trai tôi chịu đàn gái chắc chắn rồi, tôi khỏi còn hỏi gì hết. Bây giờ tôi hỏi ý kiến người thân thôi rồi tôi mở rào cho hai bên gặp mặt. Bên bạn trai đi, bạn đi với ai? Hôm nay em đi với mẹ em và anh họ. À rồi, sao cô? Có mẹ đi nữa đó. Diễn chưa cô? Xin chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chào ông Mai Quyền Linh và Mối Hồng Vân. Dạ. Hôm nay chương trình tổ chức gia đình rất là vui, vinh dự là được tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Tuấn Nam là một người sống rất là tình cảm. Thế còn bạn gái bên này thì mẹ thấy cũng rất là xinh, trông cũng rất là năng động, nhanh nhẹn. Thì thôi mẹ muốn hai con là đến chương trình này là một cái duyên thì các con cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Nếu như mà các con mà tiến xa được hơn nữa là một cái niềm vui đối với gia đình. Dạ, thì không cảm biết, ơn cô. Không biết sao nhưng cảm nhận nè, cảm nhận á là đây là một người phụ nữ rất là hiền, nhân ái đó. Nhân ái, thương con. Gương mặt là rất là có hậu luôn á. Nếu mà chúng mà bấm nút á là nhỏ này hơn nè, đúng không? Đúng. Bây giờ mình dạ. Hỏi đàn gái coi. Em đi với ai nè? Dạ, em đi với hai cô bạn thân rất là xinh đẹp. Hai cô bạn. Dạ, em xin chào anh Quỳnh Linh và chị Hồng Vân ạ. Em xin chào anh ạ, và cũng như là chào đàn trai bên kia ạ. Dạ, em xin nhận xét về đàn trai bên này thì em thấy là anh này dạ rất là được ạ, công việc ổn định ạ. Dạ, còn đối với bạn em thì Quyền là một người sống rất là tình cảm. Và điều quan trọng là bạn không thích lăng nhăng, thích người chung thủy. Nên là em nghĩ là hai bạn rất là hợp. Điều em chỉ muốn nói là anh ơi hãy giải thoát ế cho bạn em. Trời tội nghiệp nhỏ mới 25 mà ế cái gì rồi ha cô. Thôi bây giờ mở rào đi. Mở rào đi. Nha. Mở rào. Chào em. Đây, thế thì nay đến chương trình thì anh xin tặng em một bó hoa và một món quà mà. Em cũng có quà để tặng anh. Quà đi, quà cho hả? Có một cái sự liên kết coi nè, coi như là ý nghĩa đây, của món quà nè. Là món quà mà em muốn tặng anh đó là hương nước hoa. Nên là em rất thích mùi này. Nếu như mà anh chỉ cần xịt thôi là để được cuốn hút đối phương rồi ạ. Chỉ cần xịt thôi. Trời, chỉ cần xịt là cuốn hút đối phương hả? Rồi, anh cảm ơn em nha. Với lại là em không thích bạn nam mà hơi có râu, để râu. Kiểu để râu nhìn nó hơi già đi. Rồi, anh cũng không thích vậy. Dạ, em có tiện thể ở trong là có voucher
tiệc trâu miễn phí cho anh. Nếu như anh có cơ hội để ghé em. Đó, ok em. Và cái lọ nước hoa này anh sẽ chỉ sử dụng khi mà chúng ta hẹn hò nhau thôi. Dạ đúng rồi. Lãng mạn quá. Rồi mở bên đây coi cưng. Mở quà bên đây coi là gì nè. Dạ vâng, cái này là em tặng bạn một cái đèn ngủ. Một cái đèn ngủ khá là cute. Đâu cầm lên. Dạ, coi em. Cầm lên coi, cầm xem mọi người có nào. Anh mong muốn cái đèn ngủ nhìn muốn ngủ liền á. Dạ đúng. Cái món quà này thì có thể sẽ giúp em trong cái giấc ngủ được ngon hơn. Và nếu có thể nữa thì anh cho phép em mơ về anh. Trời ơi. Rồi còn hoa hồng là sao? Ý muốn gì trong đây đây? Dạ, bao nhiêu bông vậy? Hoa hồng tượng trưng cho tình yêu rồi. Và cái này 30 bông đúng bằng cái số tuổi của anh đó. Và hy vọng rằng em sẽ giải thoát ế cho anh. Hai đứa lạnh ế lắm rồi gặp nhau cứ giải thoát ế không? Em nhìn áo sơ mi màu trắng là em có cảm tình rồi. Tại vì em rất thích bạn nam mặc áo sơ mi trắng. Anh có cảm nhận gì về em không? Có cái suy nghĩ đầu tiên mà anh nghĩ về em đó là anh đã nghĩ sau này đám cưới chúng ta làm bao nhiêu mâm, mời những ai. Liền luôn rồi. Cái ấn tượng đầu tiên là em rất là dễ thương, nhìn năng động, nhanh nhẹn và anh rất thích. Ánh mắt đầu tiên mà nhìn thấy, cái ấn tượng đầu tiên là anh cảm thấy là thích rồi. Thì công việc của em ở đấy chắc là cũng thoải mái đúng không? Thế vất vả lắm không? Nói chung thì công việc thì không có gì mà vất vả, nhưng mà thời gian của em thì nó hơi bị gò bó. Tại vì thời gian thì nó không có thời gian rảnh. Thì bình thường anh một tuần anh rảnh vào... Thường là anh sẽ rảnh vào buổi tối. Sau này chúng ta có hẹn hò thì anh có thể sắp xếp được thời gian, miễn là sao nó tiện cho em là được. Một tuần chúng ta có thể gặp nhau mấy lần. Thì đấy là em cái định đi thì anh lúc nào cũng buổi tối rảnh mà. Anh sẵn sàng chạy lên đây. Hiện tại là anh đang làm ở Đồng Nai đúng không hay sao? Anh làm ở Biên Hòa. Em ở Thủ Đức thì hơi xa, đi lên rất là xa luôn. Đâu có đâu. Đâu, anh thấy bình thường mà. Đâu, Thủ Đức với lại gần hơn. Dạ. Ông sát bên. Gần sát luôn ạ. Sát bên mà. Đây là cái việc mà khoảng cách thì em không cần phải lo đâu. Cứ để đó anh lo được rồi. Anh nói không có con đường nào xa, chỉ có khoảng cách giữa con tim với con tim xa thôi. Còn nếu mà hai con tim nó đồng dạng, đã hiểu nhau thì không có con đường nào xa hết. Ủa con sao tim... Linh hay quá vậy? Linh hay vậy? Linh giống như là phóng viên báo mực tím vậy đó. Trời ơi. Nếu mà sau này ví dụ có tiến tới được với nhau thì em có thể chuyển về dưới này và mở luôn tiệm ở nhà cũng được. Có làm dâu không? Có làm dâu không anh? Thì bây giờ thì anh đang sống với ba mẹ. Thì em có ngại việc làm dâu không? Làm dâu thì em không ngại. Nhưng mà em có một cái ưu điểm là em muốn cái người đàn ông với mình á là yêu thương ba mẹ của mình nhiều hơn. Và thay vì đó em yêu thương ba mẹ của anh Minh đó thì giống như là yêu thương ba mẹ mình. Nên là em muốn, quan trọng là người tình cảm thôi. Anh có dự tính là cái mối tình liền nghiêm túc để tới hôn nhân hay không? Anh có chứ. Nếu mà không nếu một mối tình thì anh đâu có lên đây để kiếm một người bạn đời như này. Tại vì em rất là ghét lăng nhăng. Ví dụ như anh rất là rảnh buổi tối đúng không? Buổi tối thì có thể là lâu lâu anh lên chơi với em, còn buổi sau ở dưới Biên Hòa Đồng Nai có thể chơi với cô khác. Thì nghĩ đó là, nói chung là thời hiện đại, nhưng mà cái đó không ai biết được. Có thể tắt nguồn và chơi thoải mái. Hỏi đi cơ, có ghen không? Dạ. Thấy cái mồi này dạ. Có bộ ghen à nghe. Ghen à. Dạ, em không có ghen đâu chị, em rất là thoải mái. Không có ghen, nhưng mà kiểu như là không thích kiểu người lăng nhăng. Tại vì nếu như mà đã lăng nhăng rồi á, đã có máu lăng nhăng rồi á, là tự khắc nó sẽ lòi ra thôi. Chứ em không có điều tra, em cũng không thích điều tra, cũng đúng không rồi, giờ cái kim trong bọc sẽ có ngày lòi ra đúng không? Dạ đúng rồi. Em yên tâm đi, anh tới đây với một cái sự chân thành. Muốn kiếm một người mà sau này có thể đi cùng anh tới những đoạn đường còn lại. Và bây giờ chúng ta để tay vào nút bấm đi hai bạn. Chúng ta cảm nhận, nhắm mắt lại, cảm nhận xem đối phương có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Nếu thật sự rung động hãy bấm, còn không thì không cần bấm ha. Quyết định lực của các bạn. Chúng ta có 3 tiếng đếm. 1 2 3. Rồi, chúc mừng hai. Chúng ta có thể nắm tay được. Các bạn đã đồng ý hẹn hò với nhau trong sự chứng kiến của gia đình. Và tôi tin chắc rằng ở trên truyền hình cũng có nhà bạn gái đang xem. Bây giờ bạn trai nói gì với gia đình bạn gái đi. Xin phép là hôm nay bắt đầu tụi con hẹn hò với nhau và con hứa cái gì đó. Vâng, thưa cô chú thì nay gặp được em Quyền ở trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thì chúng con cảm thấy rất là có duyên với nhau. Và nếu như được sự cho phép đồng ý của cô chú thì chúng con sẽ tiếp tục mối quan hệ này và sẽ tiến xa hơn nếu được.
bạn gái. Có mẹ bạn trai đó nói gì đi. Dạ, em chào cô ạ. Con thì con thấy cô con rất là mến. Và nhìn cảm giác như thế thì con muốn có một mối quan hệ nghiêm túc. Nên sau này ví dụ như có tới được với nhau thì con cũng muốn hai bên tạo sự mối quan hệ hòa hợp với nhau. Tại vì gia đình của con cũng rất là dễ thích. Cô cũng rất là mong hai con sau này mà đến được với nhau ấy, thì mẹ mong là mẹ có dâu hiền và Tuấn Nam rồi có vợ Thảo. Cảm ơn chương trình. Rất hy vọng là như vậy. Con hiền lắm cô. Đây là món quà của Hả? Chưa hôn, chưa hôn. Hả? Chưa hôn, thấy chưa? Chưa hôn. Thôi hôn đi. Đấy. Anh hôn em một cái, sau này anh cho phép em hôn lại em một cái. Trời ơi, hôn kêu luôn. Một lần nữa thì chúc các bạn hạnh phúc. Chúc các bạn sớm thông báo tin vui chúng tôi nha. Dạ vâng, em cảm ơn. Dìu bạn gái đi đi, đúng rồi. Mấy đứa nhỏ mà nắm tay nhau nó đi thấy thương quá à. Rồi biết chừng nào dự được đám cưới đó ta. Mong sớm sớm chút đi. Bạn trai không có muốn lập gia đình, thành ra là em cũng chia tay ạ. Ủa sao quen mà không muốn lập gia đình? Dạ, thì yêu là yêu thế thôi, em cũng không biết nữa. Trời ơi, dễ nhìn ghê. Nhìn là thấy mà. Bình tặng hình của Bình nữa hả? Có em đẹp hơn nhiều. Dễ thương quá chứ à. Dạ. Hình mình chụp nào dễ thương quá. Anh ấy rất là chu đáo. Dạ, em cảm ơn anh nhiều. Mời bạn Nam. Mời bạn nữ. Rồi, chào. Bây giờ em giới thiệu về mình đi. Xin chào mọi người. Em tên Lê Thanh Bình, năm nay 40 tuổi. Hiện đang là nhân viên của ngân hàng SCB. Tham gia chương trình này mục đích là muốn thoát ế. Thoát ế? Dạ. Bình quê ở đâu Bình? Em người Sài Gòn chị. Rồi, mời bạn giới thiệu. Chào quý vị khán giả. Em tên là Trần Ngọc Châu, hiện tại 36 tuổi, đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Mình làm công việc gì Châu? Dạ, em là nhân viên truyền thông sự kiện ạ. À, điểm mạnh điểm yếu của em là gì Châu nè? Em biết chăm sóc người khác, biết nấu ăn ngon và rất là yêu trẻ con ạ. Ngoài ra thì em nhìn mọi việc rất là nhẹ nhàng, cho nên là con người cũng rất là thoải mái. Rồi, dạ. Đó là ưu điểm, còn khuyết điểm? Em cũng hơi rụt rè, nhút nhát trước đám đông ạ. Bạn trai bên kia. Dạ. Ưu điểm khuyết điểm của mình là gì? Ưu điểm của em á là tự tin, nhà cửa và nói chung kinh tế thì là cũng ổn định rồi. Có thể nói là chín mùi để mà lập gia đình. Đó, còn nói về sở trường hay là gì thì em thích ca hát và rất thích chơi game online. Trời ơi, 40 tuổi rồi mà chưa lấy vợ, không lo đi kiếm vợ không, mà chơi chị, game online. Em chơi game em được đi nước ngoài đó chị. Hả? Chơi game được đi nước ngoài đó. 40 thì... tuổi mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi bạn? Em trải qua chính thức là 3 mối tình. 2 mối tình đầu là không có thể nói là do em xui xẻo nên đến lúc phút cuối thì lại không thành. Nên mà lý do sao? Em bị tai nạn mà gãy chân 2 lần luôn. À trời ơi. Mà đa, lý do là tại vì em rất là mê thể thao, đúng không? Đá banh. Hồi đó là em ốm chứ không phải như bây giờ. Em chơi thể thao đó hả? Không, hồi trước em ốm em đẹp lắm anh. Tại vì gãy chân rồi không đá được nên nó mập thế. Rồi sao? Rồi gãy chân rồi bạn gái bỏ hả? Không chị, thời điểm mà em bị gãy chân trùng lúc là bạn gái em lại có điều kiện đi xuất ngoại. Một người thì đi Úc, một người thì đi Mỹ. Đến lúc đó em không có thể đi cùng. Thậm chí là hai người là em bị gãy chân 2 lần luôn hả? Dạ đúng rồi, hai mối tình đó là đến phút cuối là bị gãy chân hết. Thôi đừng quen nữa. Anh dữ vậy. Không anh. Lo quá vậy. Thôi nhưng mà xui thôi, bây giờ hết xui rồi. Hết xui chưa? Nhưng mà nó nghe nè, như vậy là trước khi mà bị gãy chân á là mình đã có kế hoạch đi chung với nhau chưa? Dạ có chị. À có kế hoạch đi chung, rồi tới lúc mà chuẩn bị đi thì mình gãy chân nên mình ở lại chứ phà. Đúng dạ không? Đúng rồi. Nói xui là đúng rồi đó. Nói chung giờ đừng hẹn đi đâu nữa nha. Thôi ở Việt quen Nam nhau, cho nó ở chắc. Việt Nam không đi đâu nữa hết. Không có điều kiện thì cứ đi. Đúng rồi hả? Dạ đi. Rồi thôi cô gái, em thì sao? Em trải qua bao nhiêu mối tình rồi?
Dạ, em cũng trải qua 2-3 mối tình ạ. Mối tình đầu tiên là kéo dài 5 năm ạ. Lúc đó thì tụi em cũng còn rất là trẻ. Mối tình vừa qua thì cách đây 2 năm, bạn trai không có muốn lập gia đình, thành ra là em cũng chia tay ạ. Ủa sao quen mà không muốn lập gia đình? Dạ, thì yêu là yêu thế thôi. Em cũng không biết nữa, lúc đó thì con tim nói là yêu. Nhưng mà khi yêu lâu quá, mình cũng lớn tuổi rồi cho nên không nói tới chuyện lấy gì hết. Dạ không. Thôi chia luôn. Dạ. Thôi bỏ đi em, bây giờ mình tìm cái mới em ha. Dạ. Bây giờ mình là giữ này, tuổi này là muốn lấy chồng lắm rồi đúng không? Dạ. Mình đặt ra tiêu chí tìm người bạn trai như thế nào nè? Em muốn tìm bạn trai thì nhìn ngoại hình dễ nhìn một chút, cao trên dưới 1m7. Ngoại hình mình đây dễ nhìn lắm, nhìn là thấy. Nhìn khỏe mạnh, tính tình vui vẻ, hòa đồng, biết cảm thông và chia sẻ với người khác ạ. Rất vui, bên này rất vui, rất dễ thương. Có điểm nào em không thích ở người bạn trai không? Dạ, em không thích bạn trai lăng nhăng, nói xạo. Dạ thôi, vậy thôi phải không? Dạ. Lát nghĩ ra gì nói tiếp. Dạ. Rồi. Bạn trai thì sao? Tiêu chuẩn bạn gái của em là như thế nào? Dạ, tới em đúng không? Tới em đó. Tới em đó. Em thì đơn giản lắm, chỉ cần dễ nhìn là được rồi, tức là không cần đẹp lắm. Nhưng mà cái điều quan trọng em muốn là bạn gái mình phải biết nấu ăn. Nấu ăn ngon á. Nấu ăn chi nữa? Thì bên em vừa nói là nấu ăn ngon. Bữa nay nấu ăn ngon yên tâm. Dạ. Để đi làm mệt về nhà thì có một bữa cơm gia đình thì nó sẽ ấm cúng và nó có không khí gia đình. Nếu anh như em, anh kiếm người nào không biết nấu ăn? Sao vậy? Nấu dở đang khỏi ăn. Tốn tiền, ra ngoài tốn tiền. Trời ơi, dễ nhìn ghê. Nhìn là thấy mà. Cao chưa đến 1m8 chị Cát Tường. Chưa tới 1m8. Chưa tới 1m7, 1m68 thôi. Giờ muốn lấy vợ dữ chưa? Muốn lắm rồi. Mình coi như công việc nhà cửa mọi thứ ổn định hết rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ được là tiến tới hôn nhân luôn đúng không? Đúng. Đám cưới giờ ở đâu? Ở nhà. Nhà ở nhà đâu? Ở quận 5. Ở quận 5, ở một mình hay ở với ba mẹ? Hiện giờ là đang ở với mẹ và gia đình của chị, có mặt bằng để cho thuê, có kinh tế thêm. À vậy hả? Mình kế hoạch mình là định sinh mấy đứa con? Cái đó trời cho, chị không biết được. Trời cho ha. Dạ. Sau này kinh tế thì ai giữ? Vợ quản lý. Dạ. Em chỉ lo kiếm tiền thôi. Em dễ thương lắm, thiệt em có duyên lắm á. Bây giờ anh qua anh coi đàn gái thế nào. Dạ, nha. Dạ coi em. Ô chào em gái, dễ thương quá. Anh đến dễ thương thiệt. Dạ. Anh có duyên lắm, nãy giờ anh cười hoài à. Vấn đề chỗ nào? Bây giờ em lấy chồng, em làm dâu đó. Dạ. Anh nghĩ sao? Dạ được ạ. Được đúng không? Dạ. Ảnh coi như ổn định hết rồi. Dạ. Có sẵn hết trơn rồi. Dạ. Dạ. Nhà có cho thuê rồi. Có cho thuê rồi nữa đó. Anh dễ thương. Nếu anh làm ngân hàng thì anh tiếp xúc rất nhiều cô gái xinh đẹp. Dạ. Em có ghen không? Dạ em cũng có ghen chút ạ. Chút. Nhưng mà em sẽ cố gắng là tiết chế làm sao để đừng có tạo một cái sự xáo trộn của gia đình. Em có thích lãng mạn không? Dạ em rất là thích lãng mạn ạ. Thích lãng mạn. Dạ. Em trai ngân hàng có lãng mạn không? Có anh. Có. Em lãng mạn dữ lắm. Rồi em nấu ăn ngon cho anh ăn nha. Dạ. Phải chăm sóc anh kỹ chút xíu nha. Dạ. Em sẽ tìm hiểu xem là anh ấy thích ăn món gì. Ừ. Em không ngon thì em sẽ nấu làm sao. Đúng em rồi. Làm sao cho nó ngon. Đúng rồi. Dạ. Bánh bò, bánh tiêu, bánh ngọt vậy đó. Cứ làm cho anh ăn nha. Bây giờ chị hỏi nè, hôm nay là mình đi, em đi với ai? Có đi người thân không? Dạ, em có đi với mẹ, với em dâu và các anh chị ở cơ quan ạ. Trời, đông dữ. Dạ. Chị em sẽ... Chị em hả? Dạ. Đâu chị em đâu? Em chào anh Huyền Linh. Chị. Em chào chị Cát Tường. Chào chị. Chị thấy bên đây cái anh này rất là tới tuổi, rất là chững chạc và rất là vui vẻ. Nếu mà cảm thấy được thì em cơ hội để tìm hiểu tiến đến. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Bình đi với ai Bình? Em đi với chị ruột và hai đồng nghiệp ở bên cơ quan. Nghe chị ruột coi. Dạ chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường. Chào chị. Thấy em này cũng được và vui vẻ. Mong là hai đứa có thể đến với nhau. Tại vì em nó cũng tới tuổi rồi. Còn nít lắm. Quá tuổi rồi. Đúng rồi, cũng hơi chưa chững chạc. Còn nít lắm. Sao anh nói em vậy? À. Kéo màn cho anh ấy gặp mặt cô ấy. Nhanh nhanh đi, cặp này lẹ lẹ đi xuống còn tính việc nữa. Chào em. À, cảm ơn. Dạ, cảm ơn.
tặng cho Tuấn à. Dạ. Thấy có thất vọng về ngoại hình không? Dạ, mai mốt về thì tập một chút xíu để cho bụng nhỏ lại. Chắc chắn rồi, anh nghĩ là phải vậy, ai cũng nói vậy hết. Dạ. Tức là đừng có mập quá. Dạ. Mập bụng không tốt lắm. Anh thấy em thế nào ạ? Em rất là đẹp, rất xinh. Dạ, em cảm ơn anh. Qua cách nói chuyện thì anh thấy là em người rất là chu đáo, rất là chững chạc. Dạ. Rất là phù hợp. Dạ. Vậy nếu mà được á thì anh tính chừng nào kết hôn ạ? Nếu mà thuận lợi thì càng nhanh càng tốt. Tại vì cả anh và em đều là rất là chín mùi để lập gia đình. Dạ vâng ạ. Em cũng mong chúng ta cùng cho nhau cơ hội. Ủa chưa nói gì chưa cơ hội gì. Mình phải nói chút xíu đi. Bây giờ đầu tiên á, dạ, là em có thể hát tặng cô ấy một sợ bài nào đó. Chín quá. Dạ được anh. Em thì không ngại hát đâu. Em thì chín bên kia chưa chín đâu. Em có thích nghe hát tiếng Anh không? Dạ có. Anh xin hát bài I Swear. Có nghĩa là tôi xin thề. I swear by the moon and the stars in the sky, and I swear like a sailor that's by your side, for better or worse, till that to aspire, I'll love you with every beat of my heart, and I swear. Nhưng mà chị nói nghe nè, cho chị tò mò xíu, tại vì anh này anh hấp dẫn chị á, anh lôi cuốn chị quá, chị muốn coi anh bự vậy anh tặng cái gì mà có hộp quà bự vậy. Được chị. Dạ. Được. Em mở ra em coi đi cho chị có ké nhé. Chị đây đây, chị cầm bút để cho anh mở luôn đi, cho ga lăng xíu. Em mở này. Dạ. Dạ dễ thương quá. Bình tặng hình của Bình đó hả? Có em đẹp hơn nhiều. Dễ thương quá chứ à. Dạ. Hình mình chụp nào dễ thương quá. Anh nghe rất là chu đáo. Dạ em cảm ơn anh nhiều. Rồi bây giờ chúng ta phải tính chuyện hẹn hò làm sao. Đúng rồi. Từng ta gặp nhau mấy lần? Quận 5 với quận Bình Thạnh cũng gần nhau á anh. Đúng rồi, đi độ 15 phút. Dạ. Vậy mình bấm nút anh ha. Trời, trời đất ơi. Từ từ đi. Dạ. Giận con này dễ sợ vậy đó. Chưa kịp làm giá, đang treo giá bán cho ngân hàng vậy trơn trọi à. Dạ. Chị đây em yên tâm đi chứ em lo gì mà em vội vã vậy. Em là sắp chín nhưng bên đây là sắp rụng, em hiểu không? Dạ. Em phải từ từ chứ. Làm vậy là bể kèo hết rồi, thiệt tình đó. Tính làm giá đi. Thôi thôi được rồi, thôi kiếm xong rồi mà. Quay ra đi, đặt tay lên nút bấm đi. Thiệt tình. Thôi, bây giờ nè, trước khi bấm nút là em có muốn nói gì với cô gái không? Thật tình cảm lãng mạn nào. Đừng hát bài que que xiên que gì đó. Hát tiếng Việt thôi, để ta nghe rõ. Dạ giờ thì không hát nữa. Mà nói giờ cũng được. Chỉ nói thôi. Đúng. Thì em cảm thấy là hôm nay chương trình đã chọn cho em một người rất là phù hợp. Thì anh em hy vọng là cái mối quan hệ này sẽ tiến xa, ít nhất là đoạn đường sẽ tới đó. Tới đâu? Tới chỗ hôn nhân. Để mời hai bạn bấm đi. Đặt tay vào nút bấm đi. Ở đâu? Ở đâu? Giống như chơi game vậy đó. Tìm nút đi. Rồi thấy không? Chúng ta đều đã có tuổi hết rồi nha, phải quyết định thật kỹ. Và có trách nhiệm với nút bấm của mình, không phải bấm để rồi vui nha các bạn. Một, hai, ba. Hết thời gian. Mình bấm quá trời. Em có bấm không? Trời em bấm quá trời luôn anh. Quá trời luôn hả? Dạ. Kiểu như chơi game mà nó bị game over đó. Trời, nắm tay cô gái bạn của mình đi. Bắt đầu từ bây giờ nha, các bạn chính thức đã hẹn hò với nhau và trở thành bạn trai bạn gái với nhau. Dạ. Yeah. Kỷ niệm này. Cảm ơn. Hả? Chương trình sẽ gửi tặng cho các
Quyền Linh mong muốn rằng cái niềm vui này, những hạnh phúc này nó sẽ theo mãi với cặp đôi này đến suốt cả cuộc đời luôn.